Hello, xin chào. Tôi là Vũ đây. Hôm nay tôi quay lại để chia sẻ với các anh chị một cái video ngắn, một cái video để giúp cho các anh chị có thể nhận diện tất cả các chủng vân tay gồm 20 chủng. Nhiều những người đại lý khi mà đi tư vấn thì họ rất là băn khoăn là làm sao để chúng ta có phân biệt được thế nào là chủng WT, WF, WC, rất nhiều những cái chủng vân tay qua mắt thường thì chúng ta có thể phân tích được. Và hôm nay đặc biệt cái video này tôi làm để giúp cho thứ nhất là những người chuyên về phân tích dấu vân tay, về những người kỹ thuật ngồi phân tích dấu vân tay, làm sao chúng ta có thể hình dung một cách rõ nét nhất từng chủng vân tay một để giúp cho các chị hỗ trợ cho các chị trong công tác chuyên môn nhiều hơn. Không khuyến khích là sẽ sử dụng vào việc chúng ta test demo. Chúng ta test demo là chúng ta chỉ xem coi chủng đó là chủng một tâm hay chủng hai tâm, và chúng ta mang cái tính khái quát hơn chứ không cần phải đi chi tiết như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề nha. Trong 20 chủng vân tay thì cái đầu tiên nhất là chúng ta cũng có cái khái niệm rằng là tâm và delta. Tại sao ạ? Bởi vì mình cần xác định rõ hai cái khái niệm này thì mình mới có thể đi tiếp tục được. Tâm là cái, đôi khi nói là cái một cái trọng tâm của một cái vật thể nào đó. Tôi nói ví dụ các chị có hình dung ra không, thì ở giữa cái vân tay người ta cũng sẽ xác định được một, có thể là một trắng tròn, cũng có thể là một một đường gọi là tâm. Tâm và tâm không nhất thiết nó phải là một cái trắng tròn, nó cũng có thể là một cái đường đường dài, miễn là chúng ta sẽ phân biệt được tâm. Rồi phía ngoài, nếu như là chủng đại bàng thì phía ngoài sẽ có một cái giao điểm hay còn gọi là ngã ba đường, được chưa? Các chị có nhìn thấy rõ không? Đây, thông thường thì nó có sẽ hình dạng giống như vậy. Lúc ban đầu những người mới nhìn nó thì sẽ rất là khó để phân biệt được đâu là tâm, đâu là delta, nhưng mà khi một thời gian rồi chúng ta quen thì chúng ta sẽ nhìn rất là nhanh. Thì các anh chị nào mới thì nên kiên nhẫn một tí xíu. Thông thường thì cái đường vân nó cũng sẽ có một cái giao điểm. Tất cả các dấu vân tay đều có cái hình dạng chung này hết, đều có cái hình dạng chung này hết. Nếu là nước thì giao điểm này, ví dụ đây là chủng vân tay nước, thì giao điểm này nó nằm ngoài và chúng ta có thể nhìn thấy đôi khi nước tâm của nước là một cái đường thẳng chứ không phải là một chấm tròn giống như chủng đại bàng. Và tại sao chúng ta lại biết được cái điều này? Bởi vì sau này những người kỹ thuật viên, những người phân tích thì họ sẽ đo từ cái khoảng cách của cái delta này vào tâm. Để họ tính toán ra mật độ đường vân, độ dày mỏng của đường vân và số lượng đường vân. Thì lúc đó họ sẽ đưa ra hai cái chỉ số, và khi đó thì phần mềm nó mới tính toán phân tích ra được những con số phần trăm cụ thể của từng vùng não bộ. Thì cho nên là những người đi lấy dấu vân tay cũng phải biết được, xác định được tâm và giao điểm và delta. Thì tâm thì tiếng Anh gọi là các chị có nhìn thấy rõ kho, kho là tâm, còn delta
là giao điện. Đây là tâm. Rồi, đó là hai cái khái niệm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bốn nhóm vân tay chính. Vậy thì đầu tiên nhất chúng ta sẽ nói đến đó là đại bàng. Đại bàng thì có đặc điểm như thế nào? Đại bàng nó sẽ gồm một tâm và hai delta, hay còn gọi là đặc điểm đó là một tâm. Những người này mục tiêu bộc trực, có luôn luôn có mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Đó là khi mà chúng ta nhìn hình dạng chúng ta cũng sẽ hình dung được về tính cách của người này. Cái thứ hai chúng ta sẽ nói đến đó là kim cát. Kim cát thì có đặc điểm như thế nào ạ? Có đặc điểm hay còn gọi đó là đa tâm, có nghĩa rằng là từ hai tâm trở lên thì rớt vào nhóm này. Đa tâm thì tự nhiên chúng ta hình dung ra điều gì ạ? Đó chính là họ có khả năng nhìn thấy nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ là những người đa mục tiêu, đa góc nhìn. Họ có thể đặt bản thân họ vào vị trí khác. Họ có thể gió theo chiều nào thì họ theo chiều đó. Họ nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được. Họ rất là uyển chuyển, rất là linh hoạt trong cuộc sống này, rất là dẻo. Đó, thì các chị có hình dung ra được không ạ? Đây là chủng vân tay đa tâm. Thì tí xíu nữa thì chúng ta sẽ xem xét coi thế nào là đa tâm. Đa tâm thì có nghĩa là có từ hai tâm trở lên. Thí dụ ở đây là một tâm nè, thì có hình dạng một tâm hai delta. Rồi tôi cho đây là cái tâm đi, nắm được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ một cái hình gọi là hai tâm, giống như một cái dòng nước nó cuộn vào nhau. Rồi. Thì ở đây sẽ có một cái tâm và ở đây sẽ có một cái tâm. Rồi thế là ở ngoài này sẽ có một delta và bên đây cũng có một delta. Và có cái chủng vân tay cũng thuộc nhóm này, đó chính là tới ba delta. Thì đó là những người thuộc dạng đa nhân cách. Những người này đôi khi họ thay đổi thất thường, họ có khả năng đa góc nhìn, linh hoạt hơn, nhưng mà lúc vui, lúc buồn, lúc nóng giận và lúc thay đổi trạng thái về tính cách, về tâm lý nó bị xáo trộn, ngay cả bản thân họ không kiểm soát được cái điều này. Thì các chị có hình dung ra được chưa? Hai tâm là như thế nào mà? Đó. Đây là một nhóm đa tâm. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một nhóm gọi là nhóm nước. Tại sao họ lại cho rằng họ gọi cái nhóm này là nhóm nước ạ? Bởi vì hình dạng của nhóm này giống như dòng nước. Tôi sẽ tạm thời bôi cái này nha. Và tính cách của người này cũng giống như nước luôn, như dòng nước thôi. Rồi chủng núi thì đặc biệt là chủng này có thể rằng là có một delta hoặc là không delta nào cả.
công ty sinh trắc vân tay nó sẽ khác nhau, nó sẽ khác nhau, tránh cho chúng ta tranh cãi quá nhiều về điều này, được không ạ? Mỗi khái niệm của công ty sẽ khác nhau, và cái khái niệm mà tôi chia sẻ với các chị nó chỉ phù hợp cho tất cả những đại lý của công ty Golden mà thôi. Khác cho nên là chúng ta không mang cái khái niệm của tôi để đi so sánh hay đi phán xét với một cái công ty nào đó. Công ty không biết có nhìn rõ không ạ? WT đặc điểm nhận dạng như thế nào thì sẽ có những cái vòng tròn nó đồng tâm với nhau, nó có một cái tâm chỗ giữa thì gọi là chủng WT, và phía ngoài thì cũng sẽ có hai cái delta đó. Tiếp theo là WF. Thì trong nhóm đại bàng này tôi chia ra là ba cặp WF tròn giống như WT nhưng mà nó là những cái vòng tròn xoắn ốc, những vòng tròn xoắn ốc. Cần phải chú ý chỗ này, nó tròn thì mới được gọi là WF, cần phải lưu ý cái điều đó, tròn thì mới đạt tiêu chuẩn, còn nếu dẹp thì là WP và WL. Tôi sẽ sử dụng viết này cho nó khác ra. WP và WL. Đây là hai chủng đặc biệt. Cũng nằm trong nhóm đại bàng, nhưng mà những người này thì có một cái điều khác lạ, đó chính là họ có năng khiếu, họ có khả năng về thẩm mỹ, về cái đẹp, về sự hoàn mỹ tốt hơn những người chủng đại bàng, có cái sự cầu toàn nhiều hơn những người trong nhóm chủng đại bàng, và dẫn đến họ định vị bản thân tuyệt vời, hướng tới cái sự hoàn hảo nhiều hơn. Và để nhận diện hai chủng vân tay này thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái hình này luôn. Chủng mắt cong hay còn gọi là WP thì nó là giống như WT, giống như WT là những vòng tròn đồng tâm, phải tròn và phải là những vòng tròn khép kín. Cái thứ hai nữa, một bên nó sẽ gần với delta, gần với delta, một bên gần với delta dưới 4 đường vân. Nhìn vào cái hình đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ đây vào đây thì dưới 5 đường vân, và từ đây vào đây thì nó rất là nhiều, nó nhiều hơn 5 đường vân, thì lúc đó mới gọi là chủng WP, mới đạt được WP. Và ở dưới này cũng vậy, chúng ta cũng sẽ có một bên rất là gần delta và một bên xa delta. Về sự cầu toàn, về sự hoàn mỹ sẽ không bằng WP. Và WP có một cái điều đặc biệt nữa là họ có một cái năng lực, có cái khả năng, có một cái sức hút cá nhân rất là tuyệt vời, đẹp ngoại hình mà ăn nói thu hút người khác. Đó là cái điều đặc biệt của chủng WP. Và WL cũng thế. Tuy nhiên thì WL về năng lực thu hút người khác thì yếu hơn WP. Tiếp theo nữa, khi mà có lệch về như thế này thì chúng ta sẽ sinh ra các chị có hình dung ra giống như là một cái chủng nước không ạ? Có thể nó giống giống như chủng nước cũng đổ về một bên, nhưng mà nó có xoáy tròn chỗ giữa thôi.
Thì lúc này khi mà chúng ta có một cái khái niệm nữa, bởi vì chủng này nó sẽ sinh ra hai chủng con, đó là WPR và WLR. R là gì ạ? À? R nó gọi nôm na đó là ngược lại. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là các anh chị xè bằng tay nè, giống như chủng nước. Tí xíu nữa tôi sẽ nói rõ về chủng nước, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nói luôn, khi mà cái xu hướng mà dòng nước á, nó đổ về ngón út thì là nước xuôi, còn nó đổ về ngón cái là nước ngược. Như thế này thì cái phần mà gần với delta đó gọi là phần đổ. Phần gần với delta gọi là phần đổ. Vậy thì cái phần mà gần với delta giống như trong hình này, gần với delta nó hướng về ngón cái thì đây là chủng ngược. Còn nếu như mà trong bàn tay này cái phần đổ về nó xuôi về ngón út thì có nghĩa rằng là đây là chủng xuôi, nếu như mà nó nằm bên tay phải của tôi. Nắm được chưa? Cái này hơi rất rối một tí xíu không ạ? Thì các anh chị sẽ nhìn thấy rằng là tôi gọi đây là phần đổ. Vậy thì trên bàn tay như thế này thì cái phần đổ đó là phần đổ về ngón cái, thì họ sẽ ký hiệu là WPR. Cái xuôi cái ngược này cũng cực kỳ quan trọng, cho nên vô cùng chú ý, nhất là kỹ thuật, khâu kỹ thuật. Nếu như mà nhận diện không chuẩn, không chính xác, hoặc là lơ đễnh hay thiếu tập trung thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận diện chuẩn đó là chuẩn xuôi, nhưng mà trên thực tế nó là chuẩn ngược thì rất là nguy hiểm. Và nếu như có sai sót thì hãy xin lỗi khách hàng và xin được bồi hoàn cái bài đó hoàn toàn miễn phí, làm lại một cái bài mới cho họ. WSE trước chứ. Có thể là những cái vòng tròn nó đồng tâm, nó cũng là bắn cung, nó cũng là những cái hồng tâm để bắn cung, nhưng mà nó dẹp thì gọi là WSE. Còn hoặc là ở bên trong thì dẹp nhưng mà bên ngoài thì tròn, chúng ta cũng sẽ gọi là WSE. Được chưa? Thông thường thì trái ở trên thì nó cũng sẽ rất là hiếm, có nghĩa là nó vẫn là những vòng tròn đồng tâm, và thông thường thì cái này thông thường là nó tròn chứ ít hơn khi nào là nó dẹp đáp được. Thì đây là chủng quan tai đặc tiêu. Còn WE thì như thế nào ạ? WFE thì cũng có nghĩa là nó sẽ lai với WF và WE, nhưng mà WE thì nó sẽ là chủng đa bàn, nhưng mà nó sẽ dẹp lại, nó kéo dài. Đó là hình dạng của chủng WE. Những người này thì tầm nhìn xa, lo xa, họ sẽ có cái đặc điểm như vậy. Lo xa, tầm nhìn xa, nhìn thấy những cái gì đó trong tương lai,
họ luôn luôn là hướng tới tương lai nhiều hơn. Chúng ta sẽ lại nói về thế nào là hình dạng của WI. Đầu tiên WI đó là nhóm này là đa tâm, thì hồi nãy tôi có diễn tả là nó là hai cái ở đây chúng ta cũng sẽ có hai cái dòng nước cuộn vào nhau, và ở đây cũng có hai dòng nước cuộn vào nhau. Rồi. Thì chủng WI chúng ta có nhìn thấy rằng là hai dòng nước cuộn vào nhau mà nó dẹp đã mà nó sẽ tương đồng với WA, cho nên WI là những người có cái sự pha trộn của cảm xúc ở trong này. Họ lo xa, tầm nhìn xa, họ lo lắng dự phòng, thái hóa và khả năng suy diễn rất là cao, đa nghi. Cho nên đó là WI. Thì nhìn là nó là WD nhưng mà nó bóp lại, gọi là dẹp lại. Còn anh này thì sao ạ? Sẽ tròn hơn. Nắm được chưa? Ở trên này là WI, còn ở dưới này là WD. Sẽ có hai khái niệm, tròn là WD. Vậy thì thế nào là WC? WC thì do không có chỗ cho nên tôi sẽ mô tả đây. WC là hai cái dòng nước cuộn vào nhau nhưng mà nó sẽ rất là nhỏ. Tỷ lệ nó sẽ nhỏ. Hai dòng nước cuộn vào nhau nhỏ xíu đây thôi. Tỷ lệ sẽ nhỏ. Hai dòng nước cuộn vào nhau nhỏ. Và WC thì đặc biệt là nhìn nó sẽ lai hơi hướng của cái sự mạnh mẽ của đại bàng nhiều hơn và tập trung mục tiêu tốt hơn. Tập trung mục tiêu tốt hơn, cho nên hình dạng của W đây là WC. Nắm được chưa? Đây là WC. Rồi, ba chủng này là rất là phổ biến. Có nghĩa là WC thì nhỏ, tròn mà nhỏ, nhỏ mà dẹp thì cũng là WI luôn. Thế mà dẹp lại là WI. Còn tròn nhỏ, ở đây tôi nhấn mạnh cái từ các anh chị, khi mà các anh chị xem video này, các anh chị nên ghi lại tất cả những cái gì mà các anh chị có thể ghi được để các anh chị nhớ hơn. Ở đây từ khóa nó là hình dạng nó là nhỏ, tròn mà lớn. Còn ở đây từ khóa của nó là dẹp. Nắm được chưa? Các chị đã phân biệt được chưa? WI thì là dẹp, WC là nhỏ, WD là lớn, nhỏ, dẹp. Đó là những từ khóa mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi có một chủng bên tay gọi là rất là hiếm, cực kỳ hiếm luôn. Ngày xưa FDA đã sử dụng sinh chắc quanh tay vào để phân tích tâm lý con người, phân tích tâm lý để ứng dụng vào ngành tâm lý học tội phạm đầu tiên. Ngày xưa
FDA Mỹ đã ứng dụng sinh chắc vân tay rất là lâu rồi, nó khoảng năm 1950 hay nhiêu đó, rất là lâu rồi là người ta đã ứng dụng vào để người ta phân tích tâm lý con người rồi. Thì các chị sẽ biết từ thời gian đó nếu như mà nhập cư vào ở đất Mỹ, chỉ cần thâm nhập vào đất nước Mỹ thì họ quét dấu vân tay, và những người có dấu vân tay WF thì họ sẽ đặc biệt lưu ý hơn. WF thì sẽ có hình dạng như sau. Đây là một cái dòng nước. Đây có thể là chủng đại bàng. Đây có thể là chủng nước. Dạ. Đây là một dòng nước lên nữa. Dạ cũng rất là hiếm nha. Cũng rất là hiếm. Dạ. Ở đây là một tâm. Ở đây là một tâm. Dạ đây là một tâm. Chủng WS này có từ 3 tâm. Và Delta thì có thể cũng sẽ có nhiều Delta. Ở đây thì nó sẽ có cái giao điểm Delta đây. Ở đây cũng sẽ có cái giao điểm Delta đây. Và đây cũng sẽ có một cái giao điểm Delta. Cho nên các anh chị nhìn có rối không ạ? Đó là WX. WF là một chủng khá là đặc biệt và tính cách được pha trộn của tất cả các loại tính cách và luôn luôn thay đổi, và chính bản thân họ cũng cảm nhận được và họ cảm thấy rất là bực bội với chính bản thân mình. Đó là nhận diện chủng vân tay đó. Trên bảng này những cái chủng vân tay nào mà có dấu đỏ thì đó là những chủng tương đối đặc biệt. Đặc biệt bởi vì tính cách của họ tương đối độc đáo. Rồi, nói về chủng nước thì cho dù nước ngọt hay nước sôi thì có hình dạng cũng giống nhau cả. Giống nhau cả thôi. Đó là giống như cái dòng nước đổ về một bên. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái đường. Nó có thể rằng là ở dọc giữa nó sẽ có nhiều đường song song như thế này. Thì chúng ta sẽ chọn cái đường chính giữa. Cái đường chính giữa chúng ta chọn là tâm. Nếu mà có hai đường thì chúng ta chọn cái đường xa nhất so với Delta. Rồi. Và thế nào là nước ngọt? Nước ngọt giống như tương tự hồi nãy tôi phân tích, đó là nếu mà cái dòng nước mà nó đổ về ngón cái như thế này gọi là nước ngọt. Những người này mang tính chất sự độc đáo, đột phá, không thích đi theo số đông nhiều người đâu. Họ chỉ thích làm cái gì đó mà đi ngược với xu thế xã hội, đi ngược với những cái gì mà gọi là lối mòn, những cái gì mà lề lối, những cái gì sự áp đặt thì họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Họ thích cái sự bứt phá, thích cái sự đổi mới, thích cái cách mạng, thích cải tiến, thích cách tân. Đó là sự độc đáo của những người chủng nước ngược này. Và chủng nước ngược này đa phần thì khá là hiếm, và nếu mà rớt vào ngón nào trên bàn tay thì cũng sẽ có cái tính cách tương tự như vậy, giống như là WL WP. Họ thích cái gì đó nó mang tính chất đổi mới và sáng tạo, không có thích và luôn luôn sự thay đổi thì phải làm họ cảm hứng lên, còn họ cũng sẽ mau chán. Đó là chú ý. Vậy thì thế nào là nước ngược, nước sôi thì các anh chị đã nắm rồi không ạ? Đã nắm rồi. Có nghĩa rằng là nó đổ về ngón cái là nước ngược, mà đổ về ngón út là nước sôi. Nước sôi là theo đám đông. Nước ngược là độc đáo, một mình tách biệt ra khỏi đám đông.
bơi ngược dòng, những chú cá bơi ngược dòng, họ làm rất đúng. Rồi còn một cái chủng cuối cùng, thế nào là chủng LF? LF thì thay vì nước đổ lên thì LF sẽ là đổ xuống như thế này. Cũng có thể trong này nó cũng sẽ có một cái dòng nước nhỏ, một cái dòng nước nhỏ, và có cái, và ở đây sẽ có hai delta nước, nhưng mà hai delta, và khi đó thì người kỹ thuật sẽ chỉ đến từ delta, từ tâm delta ngoài vào thôi. Đó là hình dạng của LF. Ở trên này là UL, còn dưới này là LF. Về tính cách thì cũng giống như nước thôi, không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên thì những người này thì có cái xu hướng rằng là họ sẽ đôi khi họ học hay là tiếp thu hay là mọi cái hành vi trong cuộc sống thì họ sẽ trầm hơn, chậm hơn nước, trầm tính hơn. Nhưng đôi khi họ cũng xuất thần, họ sôi nổi, họ hào hứng, họ nhiệt huyết trong cái khoảng thời gian ngắn nào đó thôi. Nhưng mà sau đó thì cũng vẫn là năng lượng của sự trầm tĩnh, chậm mà chắc, hiền hòa, hòa nhã, có tính cách thì giống như là những chủng nước này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái nhóm cũng khá là đông. Đây là những nhóm chủng quan tai của những chuyên gia, những thiên tài, những người làm công tác chuyên môn rất là tốt, những nghệ sĩ, nghệ nhân trên thế giới này. Họ có một cái sự kiên trì, cái sự bền bỉ, lặp đi lặp lại làm những công việc, làm đi làm lại không bao giờ chán. Họ có một cái đam mê trong công việc, có cái sự đam mê, cần mẫn, chăm chỉ, chắc chắn, thích ổn định, không có thích sự thay đổi. Đó chính là nhóm núi. Đây, nhóm núi này thì bao gồm những núi gì? Đầu tiên tôi sẽ phân tích một cái nhóm núi đầu tiên, đó là nhóm núi AU. AU thì có hình dạng giống như nước, nhưng từ tâm ra đến delta thì sẽ dưới 5 đường vân. Nắm được chưa? Đây là tâm, đây là delta, và chúng ta đếm làm sao đó từ đây ra đây mà nó dưới năm là gì vậy? Là số mấy ạ? Là số 4. Nếu như một bàn tay đó mà toàn bộ là chủng nước hết, ở đây là cái kiến thức này là nói để giúp cho những người kỹ thuật nha. Nếu như cái bàn tay đó mà tất cả đều là núi hết thì số 5 thì sẽ là nước. Nhưng mà tất cả bàn tay đó đều là nước hết, chỉ có một cái đó là 5 thôi, thì đôi khi cái 5 đó sẽ vẫn được tính là núi. 5 hay 4 gì đó thì tùy theo trường hợp, nhưng mà khoảng đó từ 5 hoặc là 4 trở xuống thì chúng ta sẽ được tính là núi La Nước, hay còn gọi là AU.
Và khi núi lai nước thì chắc chắn đâu đó cũng sẽ có nước ngột. Núi lai nước ngột thì lúc đó chúng ta sẽ đặt là A R. Và thế nào là núi lai nước ngột? Ở đây thì nước mà đổ về, để đổ về ngón cái, thì lúc đó chúng ta sẽ tính là như thế này, như trong hình này là chính là AR chứ không phải là AU nha. Rồi, đó là núi lai nước. Tiếp theo, một cái chuẩn núi thứ hai nữa đó là AT. AT thì chuẩn này gọi là núi nhỏ. Và đôi khi cái delta nó có một delta, có một delta có thể nó lệch về một bên như thế này, delta. Núi nhỏ. Những người này học nhanh tiếp thu nhanh, đôi khi cũng mạo hiểm hơn tất cả những chủng vân tay trong cái nhóm núi này. Có nghĩa là nó cũng sẽ chấp nhận cái sự mạo hiểm nhiều hơn trong cái nhóm mà không thích mạo hiểm này, nhanh hơn. Đó là một chủng vân tay khá là đặc biệt. Và những người này thì lại có thể say mê với công nghệ, hoặc là những cái đôi khi họ sẽ là những cái thiên tài về toán, về toán toán học, hoặc là về tài chính hay công nghệ. Đây là những người những đứa trẻ nếu như mà có chủng vân tay này phát hiện sớm và chúng ta đầu tư, chúng ta tạo cảm hứng. Những người chủng núi này toàn bộ là phải tạo cảm hứng thì mới trở thành thiên tài, tạo điều kiện, tạo môi trường thì mới trở thành thiên tài được. Chứ không thể nào đây là tiềm năng bẩm sinh chứ không phải là tài năng. Tiềm năng với tài năng nó là khác nhau một trời một vực nha các anh chị, lưu ý cái chỗ đó. Cho nên ngay từ nhỏ mà những đứa trẻ này nếu như mà được đầu tư tuyệt vời thì AT có thể trở thành thiên tài về tài chính, về công nghệ. Rồi, đó là AT. Xong, tiếp theo nữa là AS. Đây là những cái ruộng bậc thang, nhìn vào thì sẽ nhìn thấy biết liền, không tâm, không delta gì cả. Và đôi khi nó, thí dụ nó có một vài đường vân nhỏ nhỏ trong này thì cũng được tính là AS luôn. Thì những người này chậm, quy trình chắc chắn và chuẩn của núi, chuẩn núi là chuẩn AS này. Tiếp theo một cái chuẩn cuối cùng nữa đó chính là AE này tôi bố trí nó gần với chuẩn đại bàng và cũng sẽ có cái hình dạng là AE thì là núi lai đại bàng, có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có delta gần với tâm. Nhìn đại bàng nhưng mà nó nhỏ xíu à, rất là nhỏ, thì đó là chủng AE. AE là những người cũng năng lượng, cũng mục tiêu, cũng nhiệt huyết, nhưng mà
tốc độ tiếp thu của họ thì cũng tương đối chậm mà chắc, không thích mạo hiểm lắm. Đó thì tính cách thì chúng ta sẽ tìm hiểu vào một cái chỗ, một cái điểm khác. Nhưng mà cái này, cái video này chúng ta gói gọn lại đó là làm sao nắm bắt được hình dạng của tất cả những chủng khoanh tay để chúng ta ứng dụng vào việc nhìn qua mắt thường thì chúng ta phân biệt được chủng đó là chủng gì, hoặc là ứng dụng cho những người làm công tác phân tích bài, những người kỹ thuật phân tích bài. Đấy, thì hy vọng qua video này các anh chị cũng sẽ rõ hơn về hình dạng của tất cả những chủng khoanh tay. Rất vui khi các anh chị kiên nhẫn lắng nghe tôi cho đến giờ phút này. Cảm ơn các anh chị và hẹn các anh chị vào những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.